Chào anh em nha. 6 rưỡi rồi anh em. Lên được em long báo. Chim này mới nổi anh em, tơ me mà. Chim đẹp lắm mà mỗi tội tơ me mà anh em. Gáy vui lắm, gáy cà đớt thì chưa rõ giọng luôn nè. Rồi, ở mình mùa đây mà còn báo tơ me nha. Giống kiểu mới biết gáy anh em. Vui lắm. Về gáy được mấy tiếng chưa kịp quay nữa. Nè. Trời, ngồi đợi nó dính mũi cắn quá. Nghe nó gáy là biết nó tơ lắm anh em. Ừ. Mình lắc mấy cái thòng muốn ngã hết luôn. Dính không đứt cổ anh em. Ừ. Đáng o. Mới chỗ mấy cọng. Tưởng móm rồi, nó có ngủ được anh em. Chim đẹp đó. Quá tơ. Chim B15 nha anh em. Dạo này kiếm được con chim trên này chua quá. Ok, chào anh em nhé.